Xin kính chào quý vị và các bạn, những năm gần đây tình trạng trẻ em mắc chứng tự kỷ có dấu hiệu tăng nhanh chóng, ở nước ta, việc tìm hiểu kỹ những kiến thức cơ bản về hội chứng này là điều vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị và can thiệp cho trẻ. Trong video này chúng tôi sẽ hé lộ những nguyên nhân khiến trẻ mắc chứng tự kỷ mà cha mẹ không ngờ tới. 1. Di truyền. Có khoảng 80% số trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ là do yếu tố di truyền. Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào tìm ra được gen hay tổ hợp gen nào gây ra hội chứng này nhưng có một số nhà khoa học cho rằng gen này có liên quan mật thiết đến chức năng thần kinh, tác động tới quá trình giao tiếp và truyền tải các tín hiệu tới não. 2. Người mẹ mắc phải một số bệnh lý trong thời kỳ thai sản. Trong thời kỳ mang thai, người mẹ nhiễm phải một số virus như rubella, sởi, thủy đậu, có thể làm ảnh hưởng tới thần kinh của trẻ hoặc mẹ mắc phải một số bệnh lý như đai tháo đường, tuyến giáp trong quá trình mang thai có thể làm cho não thai nhi kém phát triển, gây ra chứng tự kỳ ở trẻ. Bên cạnh đó, người mẹ sống trong môi trường ô nhiễm, khói bụi và thường xuyên tiếp xúc với những chất độc hại thì nguy cơ con mắc phải hội chứng tự kỳ là rất cao. 3. Bất thường trong cấu trúc não bộ Bằng các kỹ thuật trần đoán hiện đại như chụp x quang, cắt lớp não, các bác sĩ đã phát hiện ra những bất thường ở vùng não trước chán và vùng thái dương của trẻ tự kỷ. Sự bất thường này có thể ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin, phát triển ngôn ngữ và nhận thức của trẻ. Một số nghiên cứu còn phát hiện ra những vùng đặc biệt trong tiểu não trẻ tự kỷ nhỏ hơn so với trẻ bình thường, điều này có thể gây ra ảnh hưởng ở một số mặt như cảm xúc, khả năng chú ý, khả năng vận động và thăng bằng. 4. Sự thiếu quan tâm của cha mẹ, gia đình. Nhiều trường hợp trẻ sinh ra bình thường, khỏe mạnh nhưng trong quá trình chăm sóc, nuôi nấng lại thiếu sự quan tâm từ phía cha mẹ và gia đình, điều này có thể khiến trẻ cảm thấy cô độc, buồn phiền. Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài cũng là nguyên nhân khiến trẻ tự kỷ. Do đó, cha mẹ hãy quan tâm, chăm sóc trẻ chú đáo để trẻ có thể phát triển bình thường như những bạn cùng lứa tuổi. Trong quá trình chăm sóc con cha mẹ thấy con có các dấu hiệu bất thường như trẻ ít giao tiếp bằng mắt, phản ứng chậm chạp, không quay lại khi có người gọi tên, chậm nói, giao tiếp kém, có hành vi bất thường và lặp đi lặp lại. Hãy đưa con đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp con từng bước hòa nhập với cộng đồng. Hãy bên con mỗi ngày bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo xem các video mới nhất. Nếu bạn có câu hỏi khác hãy bình luận và gọi đến hotline 0987 126 085.